Nhưng như thế không có nghĩa là mình bỏ YouTube đâu nha. Mình bắt đầu với cái gì thì mình vẫn sẽ tiếp tục làm cái đó thôi. Cái việc mà mình nghĩ là mất cân bằng một chút thì nó cũng là dễ hiểu thôi. Hi Barry, sorry again. Chào mừng đã quay trở lại một video khác ở trên kênh YouTube của mình. Mình thấy là đợt vừa rồi thì mình cũng ra ít video á, nên là video này chắc là mình sẽ giải thích một chút tại sao đợt vừa rồi mình khá là chậm trễ trong nhiều việc này, cuộc sống của mình đợt vừa rồi ra sao nè. Ok, như mọi khi, mọi người đã rất quen hình ảnh mình ăn uống nên hôm nay mình cũng đã chuẩn bị một đĩa mì cực kỳ ngon này. Và đây, đồ ăn kèm các thứ tùm lum luôn à. Để mình có thể ngồi đây nói chuyện cùng mọi người và ăn tối luôn. Tại vì đây là bữa tối của mình chưa ăn tối đâu. Và hôm nay mình sẽ uống thử cái nước, đây là nước mận. Nước mận. Thử coi uống có ngon không. Sao cảm giác vị nó như kiểu một cái loại thuốc bổ ấy. Nó rất giống một cái loại thuốc bổ mà mình từng uống ngày bé nhá. Mà không sao, ăn thôi. Chimichurri. Hôm nay mình có ở đây là mì tương đen với phô mai này. À, để mình bê lên kéo cái phô mai cho mọi người coi ha. Oh, wow. Wow, ngon chưa? Đây là mì tương đen ăn liền thôi. Ngon ghê. Mọi người có hay xem kênh A Xính đi Đại Hàn không? Mình thì hay xem anh ấy từ ngày xưa ấy, nên là mình có biết một cái dạng video anh ấy hay làm là vừa ăn vừa tám. Nhưng có lẽ là cái video này sẽ giống như vậy. Tại vì đợt này mình cũng có khá nhiều thứ để nói chuyện. Kim chi. Để mình kể cho mọi người nhé, đợt vừa rồi mình có rất là nhiều chuyện. Nhiều chuyện vui và cũng rất là nhiều chuyện khiến mình suy nghĩ, cũng rất là nhiều chuyện buồn. Ok, đầu tiên mình sẽ kể cho mọi người về câu chuyện mà mình tự hào nhất. Đó cũng chính là món quà tuổi 18 của mình. Tại vì mình cũng sắp sinh nhật rồi, còn có 2 ngày nữa thôi. Tính cái ngày hôm mình quay là ngày 22 tháng 2 á. Thì còn 2 ngày nữa thôi là sinh nhật mình. Mình đã mua quà tặng cho bản thân từ cách đây cũng gần 1 tháng rồi đấy. Đây. Đây chính là quà tặng mà mình dành cho bản thân năm 18 tuổi. Lấy số của chúng đi. 0903. Mình cũng không nghĩ là mình có thể tự mua được cái này nhanh được như vậy ấy. Nhưng mà kiểu thời tới cạn không kịp nên là nó đã tới mình. Đấy cũng chỉ là lý do mọi người đang xem video và thấy cái chất lượng nó cải thiện hơn rất là nhiều ấy. Hình ảnh nó đẹp hơn nên là mình mong là với cái điện thoại mà mình mua tặng cho bản thân này, nó sẽ giúp mình quay được nhiều video đẹp hơn này, để mình có thể phát triển hai cái kênh YouTube và TikTok của mình nhiều hơn. Thành tựu sau rất là nhiều sự cố gắng. Mình có chả cốm. Khi ăn chả cốm là mình cứ nhớ đến bún nước mắm tôm ấy. À đó, nhắc mình nhớ. Từ vừa rồi chắc mọi người thấy cái channel YouTube của mình nó hoạt động khá là kém ấy. Kém nó không phải là kiểu view gì cả mà là mình hoạt động hơi ít đấy. Đến mình còn thấy thế, không biết mọi người có nhớ không. Nhưng mà
Tại đợt vừa rồi mình bận nhiều việc cộng thêm với cả làm một video YouTube ấy, nó cũng rất là mất thời gian. Giờ mình phải chia cái quỹ thời gian của mình cho việc học này, cho việc làm TikTok nữa này. Giờ mình cảm thấy là mình làm TikTok nhiều hơn ấy. Tại vì nó nói thẳng ra là nó giúp mình kiếm thêm được một ít tiền này. Nó cũng làm nhanh hơn và mình tiếp cận được nhiều người xem hơn. Nhưng như thế không có nghĩa là mình bỏ YouTube đâu nha. Mình bắt đầu với cái gì thì mình vẫn sẽ tiếp tục làm cái đó thôi. Nên là những người mà đã theo mình từ ngày đầu, những người theo dõi biết đến mình qua YouTube trước thì cũng đừng lo nhé. Bởi vì mình vẫn sẽ tiếp tục làm video đấy. Chỉ là cái tần suất nó hơi thấp hơn so với TikTok thôi. Mình phải công nhận nhé, làm TikTok nhanh cực ấy, thật sự luôn, cực kỳ nhanh. Mình nếu mà làm gấp gấp thì chỉ cần vài tiếng là xong, trong khi YouTube thì có khi mình phải làm đến 1 2 ngày, có những video là 3 ngày. Bây giờ mình vẫn còn là học sinh ấy. Mình không có làm việc theo team hay là mình có nhân viên gì cả, mà tất cả mọi thứ vẫn đều đang là mình tự handle mọi thứ. Nên là cái việc mà mình nghĩ là mất cân bằng một chút thì nó cũng là dễ hiểu thôi. Mình mong mọi người sẽ thông cảm cho mình. Ra ít video hơn đồng nghĩa với việc là video trên YouTube nó sẽ rất là gọi gì, chọn lọc và chất lượng phải kiểu phải đặc biệt lắm thì mình quay lên đó. Đó thì nhìn chung là mình đã giải quyết được cái mà mình đã cảm thấy rất là khó chịu trong người, mình chưa giải thích được với mọi người, mình chưa chưa giải thích cặn kẽ cho mọi người tại sao đợt này mình lại vắng mặt trên YouTube nhiều như vậy. Nè, bây giờ phải đáp rồi, nó rất là nhẹ lòng á. Kể cho mọi người cái này, đợt vừa rồi á, mình có đi du lịch với lớp. Thế mình đi Hải Phòng để kiểu food tour ấy, tại vì đợt vừa rồi food tour cũng rất là nổi tiếng. Nên là lớp mình có đi để ăn. Và mình đi ăn xong mọi thứ rất là ngon, ở đấy rất là ok. Nhưng cho khi mình đi về và mình bắt đầu dị ứng. Ui, mình chưa bao giờ biết là mình bị dị ứng luôn mình. Và đến khi mình đi khám rồi mình cũng không biết là mình bị dị ứng cái gì nữa. Nên mình chỉ biết là Hải Phòng đã gắn với ký ức mà mình bị dị ứng ấy. Hơi buồn một chút, kiểu nó nổi mẩn đỏ khắp người ấy. Nhưng mà cũng may là mình đi khám và mình uống thuốc các thứ rồi, nên là bây giờ người nó cũng đã ổn hơn rồi, nó không tệ như cái hôm đầu nữa. Mình mong là mọi người cũng sẽ theo dõi cả TikTok của mình, tại vì mình sẽ làm rất nhiều content ở trên đấy nữa. Mình sẽ chăm chỉ làm trên đó. Ngày đợt vừa rồi mình làm TikTok rất là hăng á. Có những cái đợt mà mỗi ngày mình ra một video ấy. Tại vì mỗi nền tảng nó sẽ có một cái đặc thù khác nhau á. Mình nắm bắt được cái đó rồi thì mình sẽ dễ làm mọi thứ. Xong rồi đợt này cũng là đến cái lúc mà mình phải apply đại học các thứ ấy. Mình cũng đang suy nghĩ nhiều thứ. Got a lot of things on my mind. Kiểu dạng vậy. Cũng cân nhắc nhiều, cũng chung cũng có giải đơn chứ. Đúng là tuổi 18 nó khác. Phải cân nhắc từ nhiều thứ. Sau khi mà mình vào đại học mình sẽ xem lại. Mình nghĩ là mình sẽ vào đại học tốt. Với đó mình đã đánh bay cái đĩa rồi ạ. Hết rồi.
Thật ra thì mình cũng hơi lo lắng về đại học một tí. Thi đại học đó, mình nhận là mình học được các môn ngoại ngữ, nhưng mình rất dở các môn tự nhiên. Nên là mình dở nhất là môn toán trong những cái môn phải thi ạ. Mình đã cầu xin làm nào mình thoát ra khỏi nó, nhưng mà chắc mình sắp thoát rồi, tại vì mình đã đến năm cuối cùng của cấp 3 rồi. Nên đại học nó vẫn sẽ ám mình theo một phương diện nào đấy, nhưng mà chắc là nó sẽ đỡ hơn. Tại sao người ta có thể học toán mình nhỉ? Cảm giác não mình nó cứ nghe toán là nó tự động dừng tiếp thu ấy. Rồi mình cũng đi quay ăn uống TikTok rất là nhiều, mình hợp tác với nhiều nhãn hàng để quay video á, nên là giờ này mình cũng kiểu mình gọi gì quan tâm hơn về sức khỏe của bản thân, kiểu cái gì mà mình ăn ấy thì mình cũng cân đối hơn rất là nhiều so với ngày xưa. Ngày xưa thì mình là cái kiểu dạng mà bạn đâu ăn đấy, cho cái gì ăn đấy, ăn hơi bị vô trách nhiệm một tí. Nhưng đợt này thì mình đã có gọi là kiểm soát hơn một tí. Mình sẽ cảm thấy rất là tội lỗi khi mà mình ăn quá nhiều đồ đồ junk food các thứ. Thế là mình ăn xong bữa tối rồi đó, và có vẻ như là mình cũng tâm sự xong được phần nào về các cái gọi là những điều còn còn dư ở trong trong này. Nếu theo mình nhớ thì trong máy mình vẫn đang còn rất rất là nhiều video chờ để mình edit video để mình edit. Mình thấy là các video YouTube cũng rất là hay đấy, nên mọi người nhớ chờ nha, kiểu mình sẽ cố gắng làm xong sớm nhất có thể cho mọi người xem, cho mọi người có cái để giải trí sau những giờ học tập vất vả, sau những giờ làm việc vất vả. Mình mong là mọi người thích điều đấy. Thật ra là làm mình cũng đánh đổi nhiều thứ phết đấy. Ồ, cái này như như cái siro ho ạ. Không ngon lắm. Tự nhiên lâu lâu ngồi quay video kiểu nói chuyện trên camera này kiểu mình bị hơi awkward ấy. Tại vì rất là lâu rồi mình mới cắm cái mic vô máy này, mình dựng cái chân máy rồi ngồi nói chuyện trước camera như này. Bình thường mình quay TikTok là rất là đơn giản thôi, mình chỉ cần dựng cái máy đó, kiểu mình có thể kê vào đúng cái chai nước như này xong mình ngồi quay, mình chả phải nói cái gì luôn. Thế là mình cũng giống hơi lười ấy. Video này rất là tự nhiên luôn đấy, mình rất là ngẫu hứng, mình nghĩ ra là mình nên quay vào lúc sáng nay, mình nên có một cái gì đấy thông báo với mọi người một chút về cuộc sống của mình gần đây để mọi người có thể hiểu được cho mình nè, nên là mình đã quyết định quay ngay trong buổi tối hôm nay. Cũng không có lên ý tưởng gì sâu xa cả và nó cũng rất là tự nhiên thôi, nên là mọi người thấy là mình nói không có được mượt mà cho lắm thì phải. Rất là mong là mọi người sẽ xem những video tiếp theo của mình và chờ đón những video mới hay ho hơn nữa. Nếu mà thấy thích video này thì ấn like video này, subscribe channel, cũng như là bật cái thông báo lên để mà mình có video thì mọi người hãy vào xem ngay đầu tiên nha. Bye bye. Bye Burgery. Bye bye.